Tuần 8, các em sẽ có bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 6. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 6 nhé. Nội dung chính của kiểm tra giữa học kỳ 2 này đó là chủ đề 3, lễ hội văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì như các em đã biết, một trong những lễ hội văn hóa nổi bật ở thành phố Hồ Chí Minh đó chính là lễ hội Nghinh Ông ở huyện Cần Giờ, được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 âm lịch hàng năm, với quy mô cấp thành phố. Lễ hội Nghinh Ông được diễn ra tại di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Lăng Ông Thủy Tướng, hay còn gọi là Thạnh Phước Lạch, và một số địa điểm như công viên văn hóa di tích lịch sử quốc gia, căn cứ rừng rác, di tích lịch sử cấp thành phố Đình Cần Thạnh, những con đường trung tâm của thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ và trên biển. Ngoài ra, ở một số địa điểm là đình, miếu có thờ cá ông như di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố Đình Bình Khánh, xã Bình Khánh, Đình Đồng Hòa, xã Long Hòa, Đình An Thới Đông, Đình Thạnh An, xã Thạnh An, Đình Tam Thông Hiệp, xã Tam Thông Hiệp, Đình An Thới Đông, xã An Thới Đông, Miếu Bà, xã Long Hòa cũng tổ chức cúng ông vào ngày rằm 15 tháng 8 âm lịch. Sau khi cúng ông xong, tất cả ngư dân cùng tụ hội về thị trấn Cần Thạnh để tham dự lễ hội Nghinh Ông. Lễ hội Nghinh Ông hay tục thờ cúng cá ông, tức cá voi, đã được lưu truyền từ lâu trong đời sống văn hóa tinh thần và xã hội của ngư dân ven biển huyện Cần Giờ. Lễ hội tổng kết một mùa đánh bắt trên biển của ngư dân, chuẩn bị cho một mùa đánh bắt mới với những ước vọng một mùa bội thu, cầu nguyện sự bình an khi ra biển và ước mong một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Lễ hội còn thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn, tạ ơn thần Nam Hải, cá ông và thần biển của ngư dân huyện Cần Giờ. Đồng thời, lễ hội còn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, là dịp để ngư dân tưởng niệm về những người con Cần Giờ có công đầu trong việc chế tạo ra những phương tiện đi biển, ngư cụ đánh bắt thủy hải sản để phục vụ cho ngư dân. Đây còn là dịp để ngư dân nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí sau những ngày đi biển gian khổ. Bạn bè gần xa có thời gian thăm hỏi, chúc tụng lẫn nhau và qua đó trao đổi những kinh nghiệm đi biển, nâng cao hiệu quả sản xuất, đánh bắt thủy hải sản. Vì vậy, lễ hội đã trở thành ngày Tết của ngư dân, ngày Tết Trung Thu của thiếu nhi trong toàn huyện Cần Giờ. Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh gồm có hai phần. Phần lễ và phần hội đang xen nhau, nhưng thời gian, địa điểm tổ chức lễ và hội khác nhau. Như vậy, các em thấy lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là một lễ hội lớn và rất ý nghĩa, cũng như rất là thú vị, phải không nào? Do đó, bài kiểm tra giữa học kỳ 2 giáo dục địa phương 6, cô sẽ yêu cầu các em hãy thiết kế và trang trí áp phích có câu khẩu hiệu để quảng bá lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Thì chúng ta sẽ kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương 6 ở tuần 8. Đồ dùng các em cần mang theo đó là các em mang theo viết lông, viết màu hay màu nước, dụng cụ để trang trí tùy theo ý tưởng của mình đã suy nghĩ trước ở nhà. Các em hãy xem những cái hình ảnh minh họa dưới đây về một vài áp phích có câu khẩu hiệu để các em có thể định hướng cho bài làm của mình. Thì các em có thể trang trí đơn giản như thế này và trên đó có ghi cái câu khẩu hiệu mà mình muốn. Thì các em lưu ý những cái câu khẩu hiệu sau đây cũng là những điều cô muốn nhắn gửi các em trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thứ nhất đó là: muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa ta hãy đi cùng nhau.
Câu thứ hai, hãy là số 1 trong lĩnh vực của bạn. Các em cũng có thể trang trí poster của mình bằng những hình ảnh vẽ hoa, lá, trái tim, vân vân, hoặc là hình người như hai cái poster dưới đây. Và chúng ta sẽ ghi cái khẩu hiệu lên trên đó. Chẳng hạn ở đây chúng ta có hai câu như sau: chất lượng là ở tấm lòng, làm việc có tâm, ắt có tầm. Các em hãy quan sát hai cái áp phích sau đây được trang trí khá là công phu và có những câu khẩu hiệu rất là hay. Không xem trọng việc nhỏ thì không bao giờ làm được việc lớn. Hay như câu xả rác hôm nay gánh nặng ngày mai. Hoặc là các em có thể vẽ thiết kế trang trí áp phích của mình bằng những hình ảnh hoạt hình như sau. Và trên đó chúng ta cũng không quên ghi câu khẩu hiệu. Chẳng hạn như ở dưới đây đó là hai câu khẩu hiệu: đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội, vui tới trường. Các em thấy câu khẩu hiệu này rất là hay, đúng không nào? Vậy thì các em cũng hãy về suy nghĩ cái câu khẩu hiệu của mình thật hay, thật thú vị ha các em. Hoặc là chẳng hạn như ở hình vẽ kế bên đưa ra câu khẩu hiệu đó là đã lưu thông, đầu không thiếu nón. Cũng rất là vui, đúng không các em? Sau khi các em xem những cái áp phích có câu khẩu hiệu mà cô đưa ra thì các em đã có một cái ý tưởng hay định hướng nào cho bài kiểm tra giữa học kỳ 2 của mình hay chưa? Các em hãy về nhà suy nghĩ thêm để định hướng trước, suy nghĩ trước cho bài kiểm tra của mình nhé. Tuy nhiên thì những cái câu khẩu hiệu của các em cần phải bám sát cái yêu cầu của cô, đó là để quảng bá lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ. Thành ra các em cần phải đưa ra những cái câu khẩu hiệu đúng với cái yêu cầu đó nhé. Chẳng hạn như các em có thể đưa ra câu như là hãy đến với lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, hoặc là lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, lễ hội không thể bỏ qua. Đó là một vài định hướng của cô thôi. Còn riêng mỗi các em thì cô tin là các em sẽ có những cái câu khẩu hiệu rất hay, cũng như những cái trang trí cái poster của mình rất đẹp, rất thú vị, phải không nào? Thì các em cần phải lưu ý, để làm được điều đó thì các em cần phải có ý tưởng trước, chuẩn bị trước cái câu khẩu hiệu cũng như cái cách trang trí của mình ở nhà trước. Vào tiết giáo dục địa phương thì cô sẽ phát giấy cho các em. Tuy nhiên, các em cần phải đem đầy đủ dụng cụ, bút chì, gom, viết lông, viết màu, màu nước hay là những dụng cụ nào đó mà các em cảm thấy là cần thiết để thực hiện cái ý tưởng của mình thì các em sẽ đem theo nhé. Cô chúc các em kiểm tra giữa học kỳ 2 thật tốt ở tất cả các môn.